Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Thanh Hóa có 80 doanh nghiệp hợp tác xã tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản. Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa nâng cao năng lực kiểm nghiệm và chứng nhận trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo số liệu của Chi cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 80 doanh nghiệp hợp tác xã tham gia vào chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản. Với sự hoạt động tích cực của các doanh nghiệp hợp tác xã, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng 110 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có hơn 352.000 tấn gạo, 127.580 tấn rau quả, 80.760 tấn thịt gia súc gia cầm, 59.440 tấn thủy sản được cung cấp cho thị trường. Việc xây dựng, phát triển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn không chỉ thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh muốn sang quy mô lớn theo định hướng thị trường mà còn có phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thanh Hóa hiện có 1.700 ha trồng cói tập trung ở các huyện Nga Sơn, Quảng Sương, Nông Cống và thị xã Nghi Sơn. Năng suất trung bình 76,8 tạ một hectare, sản lượng trung bình gần 26.000 tấn một năm. Sản phẩm của cây cối không những tiêu thụ nội địa mà còn có giá trị xuất khẩu. Với giá bán trung bình từ 1,3 đến 1,4 triệu đồng một tạ cói nguyên liệu, sau khi trừ chi phí, người dân có lãi từ 60 đến 80 triệu đồng một hecta. Ngoài ra, khu vực trồng cói còn kết hợp khai thác các sản phẩm như dưa cái, tự nhiên cho thu nhập trung bình từ 20 đến 30 triệu đồng hecta một năm. Bên cạnh đó, cói nguyên liệu còn được các đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp dùng để sản xuất các sản phẩm chiếu cói, đồ thủ công mỹ nghệ đem lại giá trị kinh tế cao. Việc phát triển nghề cói đã giải quyết việc làm cho khoảng 19.000 lao động nông thôn với mức thu nhập ổn định. Tính đến trung tuần tháng 10 năm 2024, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân cho 438 khách hàng vay vốn chương trình cho vay lâm thủy sản với dư nợ 238 tỷ đồng. Chương trình cho vay lâm sản thủy sản có quy mô 30.000 tỷ đồng của ngân hàng nhà nước, đối tượng cho vay vốn là khách hàng có dự án, phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lâm thủy sản lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu từ 1 đến 2% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính sách ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tăng trưởng tiến dụng an toàn hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ và các dự án trọng điểm của tỉnh đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn vốn với lãi suất ưu đãi cho ngành nông lâm thủy sản thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chương trình tiến dụng đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản 9 tháng năm 2024 tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa ước đạt 38.150 tấn bằng 75,79% kế hoạch tăng 5,44% so với cùng kỳ trong đó sản lượng khai thác đạt 27.200 tấn nuôi trồng ước đạt 10 tấn. Hiện nay, huyện Hậu Lộc có 555 tàu cá, trong đó có 204 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên 1.855 hecta, trong đó nước mặn 570 hecta, nước lợ 550 hecta, nước ngọt 735 hecta. Để đạt được kết quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản, từ đầu năm đến nay, huyện Hậu Lộc đã thực hiện tốt công tác cải tạo ao đầm, bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, thủy hải sản, tích tụ đất đai, phát triển sản xuất thủy sản theo hướng quy mô lớn công nghệ cao với diện tích 40 hecta dịch chuyển 20 hecta nuôi trồng thủy sản theo hình thức quảng canh sang quảng canh cải tiến đưa một số mô hình từ quảng canh cải tiến sang nuôi thâm canh và siêu thâm canh khuyến khích phát triển các mô hình nuôi công nghệ cao siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt nhà màng tại một số xã đồng thời đẩy mạnh khai thác hải sản theo hướng khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản an ninh trên biển Vụ đông năm 2024-2025, huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 2.100 ha. Để đặt mục tiêu cả về diện tích sản lượng, giá trị kinh tế, huyện đã chú trọng thực hiện các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, giảm dần các cây trồng truyền thống, thay thế các loại cây có năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Để nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất cổ đồng, huyện Tiệu Hóa đã và đang tăng cường tuyên truyền các xã thị trấn và người dân đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất như kỹ thuật che phủ ni lông, ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng nhà lưới, sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn về gáp. Đồng thời tiếp tục khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhất là tập trung sản xuất các loại nông sản có khả năng bảo quản, tiêu thụ nội địa tốt như ngô hạt, cây thức ăn chăn nuôi, rau quả an toàn. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã chủ động đấu mối với các doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân theo quy định. Thưa bà con, quý vị và các bạn, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm, trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa đã nâng cao năng lực kiểm nghiệm kiểm định bằng việc đầu tư trang thiết bị kết hợp đào tạo cán bộ đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ. Trước đây gia đình ông Nguyễn Văn Trình, bà Lê Thị Thủy thôn một xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hóa nuôi gà đẻ trứng theo phương thức truyền thống nên giá trị kinh tế không cao. Được trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa hỗ trợ thực hành nuôi gà đẻ trứng theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt Việt Gáp, gia đình đã áp dụng theo đúng quy trình kỹ thuật. Do vậy, đàn gà phát triển tốt, ít bệnh và tỷ lệ đẻ trứng cao. Tháng 3 năm 2024, cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình được Trung tâm cấp giấy chứng nhận Việt Gáp và tháng 7 năm 2024, trứng gà của cơ sở được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Gia đình đã áp dụng các cái quy trình về kỹ thuật trong chăn nuôi cũng như là phòng bệnh và quy trình về tiêu chuẩn về thức ăn thì sản phẩm của gia đình đã được công nhận sản phẩm cốp 3 sao của huyện. Thì sau khi được qua cái 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 chương trình này thì chúng tôi nhận thấy là được cái sự quan tâm của các cấp thì người dân sẽ tiếp cận được các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật thì nâng cao được cái hiệu quả về trong công tác chăn nuôi và mang lại cái chất lượng sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng có thể là yên tâm trong cái việc đảm bảo về sức khỏe. Thời gian qua Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng Nông lâm Thủy sản Thanh Hóa đã chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, bổ sung trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn, mở rộng lĩnh vực hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ tới cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân về kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp. Hàng năm, Trung tâm phân tích trên 2.500 chỉ tiêu cho chương trình giám sát chất lượng an toàn thực phẩm với các đối tượng mẫu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, đất nước, thực phẩm. Để phục vụ công tác quản lý nhà nước, Trung tâm đã kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa vật tư nông nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp trước khi lưu thông ra thị trường. Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, chứng nhận Việt Gáp trong trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chứng nhận hợp chuẩn về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, chợ kinh doanh thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện và được cấp giấy chứng nhận công nhận Việt Gáp thì sau khi nó có những cái 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 sức cạnh tranh ở thị trường, đặc biệt là cái việc tiêu thụ sản phẩm thì hiện nay bà con nông dân ở trong xã, đặc biệt là các cái hộ trồng cây ăn quả thì có cái nhu cầu là đã gặp và đã đề xuất với địa phương là tiếp tục có cái quy hoạch và nhân rộng cái mô hình này trong những cái năm tiếp theo để đảm bảo được cái việc bà con nhân dân được tham gia thực hiện các cái mô hình như cái mô hình đang triển khai tại đơn vị xã. Định kỳ hàng tháng thì trung tâm sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, giám sát về công tác sản xuất rau toàn của đơn vị. Từ cái việc kiểm soát về cái tư ví dụ đất nước à, phân bón giống rồi đến quá trình sử dụng các cái phân bón thuộc về thực vật và đặc biệt là công tác thu hoạch sản phẩm là trung tâm sẽ giám sát bằng công tác lấy mẫu thực hiện kiểm tra để đánh giá các cái các cái chỉ tiêu hoàn toàn qua cái việc phân tích đấy thì những cái sản phẩm đáp ứng được các cái tiêu chí về chỉ tiêu an toàn thì mới được cung cấp ra thị trường bên ngoài. Trong thời gian tới, để trở thành đối tác tin cậy cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm thực phẩm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng Nông lâm Thủy sản Thanh Hóa đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ tư trong lĩnh vực thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp An toàn thực phẩm, từng bước nâng cao giá trị, sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Bản tin nông nghiệp nông thôn của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.